tái hiện hành trình vượt biên nguy hiểm của người di cư. Chiến dịch nhân văn của Refugee khiến ai cũng cảm thấy may mắn khi mình đang sống ở Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, khi chiến tranh leo thang, nhiều quốc gia trên thế giới phải chịu áp lực trước lượng lớn nhu cầu nhập cư của các gia đình tìm kiếm sự an toàn. Các trại tị nạn trở nên quá tải, buộc người tị nạn phải thực hiện những chuyến đi dài hơn và nguy hiểm hơn, dẫn đến số vụ chết đuối thương tâm ngày càng tăng ở eo biển Manchester. Nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy sự đồng cảm của người dân nước Anh dành cho những người tị nạn, tổ chức từ thiện Refugee và Habas London vào năm 2022 đã phát động một chiến dịch nhân văn mang tên The Unsafe Journey, tạm dịch, hành trình hiểm nguy. Chiến dịch được phát động vào ngày 22 tháng 8, ngày có số lượng người cố gắng vượt biển cao nhất được ghi nhận ở Anh, 1.295 người. Tại các nhà ga, sân bay trung tâm ở London, Refugee đã phát sóng thước phim đầy cảm động trên một loạt màn hình LED thang cuốn. Chiến dịch đưa du khách vào vị trí của những người tị nạn, tái hiện cảm giác kinh hoàng khi họ ở trên một chiếc thuyền nhỏ trên eo biển Manchester, khiến người xem có cảm giác như thể họ đang lênh đênh trên đại dương mênh mông và có thể bị nhấn chìm bởi những cơn sóng dữ bất cứ lúc nào. Cuối TVC là dòng thông điệp, hãy chung tay quyên góp để giúp đỡ những người tị nạn. Ngoài ra, một bức tranh tường cũng được vẽ trực tiếp trên bức tường biển ở Ramsgate với hình ảnh những chiếc áo phao chất chồng lên nhau, tượng trưng cho hàng trăm sinh mạng người di cư đã mất ở eo biển Manchester. Chiến dịch đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn di cư và kêu gọi sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương cho những người tị nạn. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ở trên nha.